Mình thanh lý chiếc xe địa hình thể thao MTB hãng GA, mã là A510 nhé. Xe 100% là xe thương hiệu của Mỹ, nhưng mà sản xuất tại Đài Loan thôi, cho chi phí nó rẻ. Riêng chiếc xe này và mã này, mình khẳng định là không có bán mới ở thị trường Việt Nam mình nhé. Bởi vì chiếc xe này là sản xuất ở Đài Loan, chỉ xuất sang thị trường châu Âu thôi. Nếu các bạn ở Việt Nam có muốn mua chiếc xe này, các bạn phải lên trang chủ của GA, các bạn đặt order về Việt Nam mình, giá khá đắt. Thời điểm rẻ nhất nó cũng rơi vào gần 20 triệu, có thời điểm còn cao hơn nhé, còn chưa tính cả phí vận chuyển đâu. Tại sao mình nói như vậy thì mình sẽ nói qua chi tiết rõ cấu hình đồ phụ tùng của chiếc xe trên cái video này cho các bạn hiểu thêm nhé. Xe sử dụng bộ group SRAM X5 cao cấp của Mỹ, đĩa 3 líp 9 nhé, kể cả từ phanh luôn này, phanh là phanh Avit L65 nhé. Riêng cặp phanh này các bạn mua lẻ, đặt mua lẻ ở Việt Nam mình, giá nó rơi vào từ 2 triệu tư đến 2 triệu rưỡi cặp phanh đĩa dầu thủy lực Avit của Mỹ này nhá. Đây. Tay lái nhá, tay lái này, riêng tay lái đã nâng cấp lên tay lái ray, tay lái nhôm cao cấp nhá. Nhẹ, siêu nhẹ và rất bền. Không trơn. Đây. Cái hãng này thì rất là cao cấp và đắt, khá là đắt nhá. Riêng cái tay lái này các bác am hiểu dân chơi, các bác hay thích độ tay lái, các bác nhìn cái tay lái của hãng này là các bác biết chứ mình không nói sai nhé. Đây xe chính hãng này, xe chuẩn này là có tem nhôm, cả một miếng nhôm của GA và biểu tượng của hãng dập in dập thẳng vào khung đây, mã cũng dập thẳng ở cổ khung đây nhé. Xe được trang bị sử dụng chiếc thụt hơi cao cấp của hãng SR sau tour Epicon. Các bác dân chơi am hiểu về xe đạp thì cũng không lạ gì cái hãng này và chiếc thụt này nhé. Thụt hơi cao cấp, bên này là AIR là bơm hơi và xì hơi này. Bên này là khóa mở hành trình tùy theo cung đường các bạn đi này. Muốn nhún hoặc không nhún nhá. Riêng chiếc thụt này các bạn mua lẻ ở Việt Nam mình, giá cũng trên 4 triệu chiếc thụt này nhá. Các bạn không tin, các bạn cứ lên Google, các bạn search là ra, chứ bản thân mình không nói sai nhá. Ở trên cổ thụt còn có cả cái cao su, lớp cao su hành trình đây. Đây, Epicon X-Trail nhá. Xe được trang bị và sử dụng Mayer Lovatec cao cấp này, màu xanh dương bằng nhôm nhá, trục rỗng, bánh tháo mở khóa bằng tay đây, vành Alex Zim DT20 nhá, lăn hoa khóa chân màu đỏ này, vành có khóa chân chống xé vành cao cấp nhá. Riêng cặp vành cặp Mayer này cầm rất nhẹ, đi rất trớn đây, cao cấp các bạn nhìn này, nó là vành nó có khóa chân lăn hoa, mình cứ quay chi tiết rõ cho các bạn nhìn nhá. Chưa nói thì cũng chưa chắc đã mọi người đã tin đâu, nhưng mà thực tế đây. Xe toàn bộ 100% là khung nhôm cao cấp 7075 nhá. Riêng cái nhôm 7075 này rất là nhẹ. Cực kỳ nhẹ luôn mà bền bỉ nhá. Cứng nữa. Đây các bạn nhìn tất cả thông số của kể cả của khung nhá, xe là size 18 khung rõ in ở trên xe đây. Đùi đĩa nhá, và bàn đạp đùi đĩa này cũng là của SRAM của Mỹ luôn nhá. Full bộ SRAM, cả xe full bộ luôn. Bàn đạp cũng là bàn đạp nhôm bạc đạn này. Mayer sau cũng là Mayer Lovatec nhé. Đây D042 nhé. Cối lổ mã của Mayer rõ ở trên Mayer luôn, bằng nhôm này, xanh dương rất đẹp. Trục rỗng, bánh tháo mở khóa bằng tay này, củ phanh Avit 5 đây, cao cấp. Phanh này rất là cao cấp luôn. Vành cả cặp Alex Zim DP20 nhé. Riêng cặp vành cặp Mayer này các bạn lên Google, mình cũng có cả ảnh rõ ở trên bài đấy. Riêng cặp vành cặp Mayer cối lổ này giá bán hơn 3 triệu. Đó là mình search ở trên Google nhé, chứ không phải là mình tự bịa đặt hay là tự tự mình nói đâu. Củ đề đây cũng là SRAM X5 của Mỹ nhé. Đây các bạn nhìn đây, mình quay rõ chi tiết luôn cối lổ nhé. Đây cối lổ mình quay luôn cho các bạn nghe nhé. Siêu trớn luôn. Nhìn rất đẹp nhá. Mình bóc phanh này. Đùi đĩa đây cũng là SRAM hết của Mỹ, full hết nhá. Gạt đĩa cũng SRAM X5 luôn này. Toàn bộ xe full, cả từ phanh, phanh là phanh Avit cũng là của Mỹ mà. Toàn bộ không có lai tạp một món nào hết. Kể cả lốp nhá. Cả cặp nguyên bản theo xe Kenda nhá. Yên rất là cao cấp, yên da xịn luôn này. Rất chắc chắn và êm. Đây. Tay lắm cũng cao su này, êm luôn, cao su đặc luôn các bạn nhé.
toàn bộ xe đây. Có giá để lướt sẵn luôn này. Xe là size 18. Phù hợp cho người cao, tối thiểu từ 1m65 đến 1m80. Đi vô tư thoải mái nhé. Xe còn rất mới. Đây các bạn nhìn đây. Mới đến 95-98% cơ. Hầu như không có một vết xước. Màu lại rất đẹp. Và sáng nhé. Phối màu đẹp. Lên trắng, tông lên khung là khung trắng. Chữ xanh. Xe rất là đắt. Nếu mà các bạn order về Việt Nam mình khá đắt đấy. Nay mình thanh lý giá rẻ cho ai cần đấy. Bạn nào mà mua về thì chỉ việc đi thôi. Không cần còn miễn bàn luôn. Không cần có cần gì phải nâng cấp nữa. Bởi vì xe nó cấu hình và toàn bộ xe, vành bánh Mayer là tất cả là tuyệt đối là ok rồi.